Rồi xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về GTA 5 Online. Ok. Nam đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Trời kéo cửa kìa trời. Nó nãy giờ kéo giữa lúc mình mới bấm nó kéo. Nay chơi chung với quỷ mai khùng nha các bạn. Mai khùng, nghe không Mai? Mai khùng, Mai ơi, nghe không? Quý này nghe không vậy ta? Không, chỉnh voice qua friend kêu vậy. Okay. Chỉnh voice qua friend hay gì chưa? Mai khùng. không nghe rồi, thôi kệ đi. Sẽ tin cứ làm gì đâu mà. Coi chat nó bình thường mà nè. Cứ xuống sót nè, nó lên nè. Đây nè, nó lên nè, thấy không nè. Đó các bạn thấy nó nhảy nhảy từng không? Đó là cái tiếng của mình nè. Cứ gì đâu mà. Thôi sao rồi, không mọi cái microphone này thôi mà. Ok bây giờ lên xe tải. Chính rồi mà nó không được chứ, nó kêu mình chơm cái con Wastelander. Rồi ok. Ok, get moving. Chết chưa mày? Để mình lấy súng cái đã. Mày chơi chắc dễ đâu gì. Nghĩ mà ai vậy? Nó bắn đau quá, mày tự xử mình nha. Đi lấy xe cho, bye bye nha. Ủa cái xe nó nằm bên trong gara hả? Chết bào. Đây nó kêu mình lấy con xe Wastelander này nè. Thì trong xe này có một cái con xe Runner, xe này nó cũ lắm rồi. Sao nó có tốc độ chuột của con game này nó nhảy quá ta. Nhắm nó lại. Đây chờ chưa? Ủa lấy luôn hả? Đó, leo đi, leo đi. Chưa đi, chưa đi. Ok, bây giờ mình sẽ chở xe này đi ha. Hy vọng gì thấm được nha. Ôi, chụp bạo rồi. Ôi trời ơi, quên con này xe Brad, đúng rồi, con này xe Brad. Đây nè các bạn nhìn nó Brad nè, trời ơi đã không? Cao cực kỳ cao luôn. Không sợ, không sợ. Bẻ hết bóng đèn rồi. Ê trời ơi. Hên quỷ này. Đi hẳn cái đồ quân tự của Di ơi, đi hẳn cái đồ hường rồi quân tự. Sao á, sao á? Đi hẳn cái đồ quân tử luôn á. Không nghe gì hết trơn. Đường quân tử biết không? Biết chỗ địa điểm quân tử không? Chạy ra đó đi. Không, không biết. Vậy chạy hẳn cho đó đi, mệt quá. Xem mình hiện tại còn có nửa cây máu thôi, con Runner 2000, cái con mà nhảy dù đó các bạn. Đó cái con nằm phía sau á. Mình cần chở con này đi về ha. Chẳng lên tới đó là tới nơi đó, nhưng mà cái xe còn hư đó.
sao hư được. Cái xe sao á. Ok, đi thẳng cái đường này luôn. Đi thẳng đường này là tới nơi nha. Nhưng mà bom rồi. Chơi trái bom mà nó không có nào đúng cái lên đường. Yeah, chết rồi. Trời, lâu lâu rồi làm mấy pha stun như. Ok, tới nơi rồi nè mấy bạn. Hết dí rồi. Xong mission thứ nhất rồi đó. Thì mình mission thứ hai nè. Mission thứ hai là làm cái gì á? Biết cái kiểu như chọn ma tí không? Ừ, gì sẽ đi chọn ma tí á. Lương thiện không làm, làm toàn ba cái phạm pháp không nha Mai. Gì? Việc lương thiện không làm, đi làm mấy cái việc phạm pháp không nha. Gì có bây giờ làm việc lương thiện bây giờ đâu. À đúng rồi, có quên rồi mình. Ôm Nam đi làm hả? À, bữa nay bệnh. Bệnh sao ngồi chơi? Bởi vì còn ngồi được, nằm không được. Ok, lúc này mình sẽ skip qua để đợi cho nó làm tới nhiều tiếp theo ha. Thì cái này nó lắc hơi lâu á. Không. Rồi ok, thì tiếp tục nhiệm vụ thứ hai ha. Ủa, mình là người lái máy bay à? Hôm nay các bạn sẽ chuẩn bị xem đôi màn trình diễn của bạn Chi, lái máy bay và lái xe tải. Ủa cái lái xe, ủa cái lái xe tải luôn hả? Bị ói một, gặp ừ, xe tải. Tôi đang bảo đảm bảo là nhiều bạn đã thấy bạn Chi bằng lái xe tải rồi đúng không? Cho nên á, anh ấy sẽ lái trong DJ file online một lần nữa. Chưa, các bạn đừng có nghe những người khùng người ta nói ha. Anh chi nổ cái đập á. Ôi trời ơi, từ từ. Chưa nổ mà, khi nào nổ là tính sao? Ghê quá trời. Ok. Đi tới Asian Island. Island. Be warned, there's a large concentration of law enforcement in the area. Tôi lên đất kìa, pha gì kìa đúng không ta? Bạn. Bạn hả? À, ông đó hình như cũng làm YouTube á. Sao không nói sớm để mai mời nó vô? Mới kết bạn lúc nãy. Sao? Ê, đi lộn đường, đi lộn đường, đi lộn đường. Là gì? Gì cứ cướp lụm vợ hay gì bắn? À, cướp thì sao mà bắn thì sao? Thì một người co bờ, một người cướp. Người co bờ thì co bờ cho thằng này không chết thôi. Cái bọn thằng mai co bờ đi chứ máu gì đâu có co bờ được đâu. Xe này nó có thể hất được mọi thứ nha mấy bạn. Hất hết. Cần hắt là vô bên trong đó ha, bây giờ mình cần mở một cái đường gọi là chặn. Rồi nó che đó. Ui trời, nó bắn đầu quá. Ủa làm sao để lấy? Gì? Làm sao để lấy? Lấy như lấy cái túp tiền của ngân hàng ấy. Không, tại nãy nó cứ bấm, nó kêu bấm chữ E. Cover nha.
chết á, còn có nỗi cây máu thôi á. Chia làm gì thấy được cây máu gì thì mình đang chôm tiền nha các bạn đi. Tiền này tiền của cái đám giao dịch sau đó rồi mình tới mình cướp mà mang ra không tỏa cho con con công an kiểu không chết mà ông dựa vô cái chứ như anh em có sẽ đi không ông kia cũng ngồi như kiểu mà tắm biển á đây nè không một ông thì ngồi như kiểu mà tắm biển còn ông thì ngồi dựa vô cái này là phải là tiền mà là thuốc ma túy rút thuốc hoặc là ma túy hoặc là hàng trắng kiểu như vậy ha. Rồi xong. Ok đi 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 đi. Ai à, chết 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 chết. Bây giờ còn một cái điểm nữa ha. Gì vậy? À, có một vì mình đi tới cái điểm kia nữa. Rồi, nếu mình bị bắn thì mình sẽ bị mất mất thuốc thì phải. Mà họ hiện ra máu chiếc người như vậy đầy cây rồi đầy tắt rồi hả không nó tự lên sao à đúng rồi mai CL mà mai đứng cái bên gì là gì tự lên mà quên ôm nhau lên máu chứ gì đúng không mai cũng lên chỉ gì lên thôi. Ủa sao kỳ vậy bởi mai là TL mà chia là nhân viên vậy gì cơ bà đi mai cướp chưa thì nghĩ không phải đâu giờ đang đi tới okay. Đi cái chỗ nào mà đất xe chứ cho nó đỡ thì hất cái con xe này lên á tại vì con xe này mà hất nhiều quá thì nó sẽ cháy chứ không phải là nó không có cháy đâu. Bỏ cơ bò đi. Hiện tại cái túi của mình đầy rồi cho nên mình không có thể lấy được nữa thì mình cover quỷ mai thôi. Mai chết đừng la nha mai. Không la đâu. Không tại bắn mấy này nó không chết. Khó chết quá. Ở đâu vậy đâu vậy trời ơi mấy thằng này nó trên nó móc luôn lên 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 rồi câu về tới cái điểm tiếp theo nữa ha thì mình còn một điểm cuối cùng nữa là xong 3 điểm lận nhau các bạn. Bắn trực thăng kìa mày. Đau quá lắm. Rồi
giờ đi phá cái đám này cái đã. Không chốt quá các bạn. Không chốt, không chốt. Mày hả mày chỗ. Dăn nha mày. Ờ, các bạn thấy không chốt không? Không mọi lại chốt. Ôi giời ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Mà không nghĩ là gì đi qua được gì đó rồi đâu. Ờ chắc. Vậy bao nhiêu rồi? Không có được nữa. Trời ơi. Rồi xong rồi. Xong rồi. Ôi thấy em ơi. Chết mày. Chết. Đây đang quay đầu ra. Khó khăn luôn. Trời ơi, trời hay quá mà. Ra ra, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Thấy gì hay không mày? Ủa? Mày thấy nó đi đường quẹo quá. Mình tính nó quẹo mình quẹo xuống luôn, ai ngờ đâu nó đi thẳng xong bây giờ nó chỉ xuống đường quẹo. Mày làm gì sao nãy tâm luôn cái cột kìa. Không nghe cái chỗ gì. Ui, chốt này đông vậy. Nó có hàng rào nó chặn luôn kìa. Đây đây cái gói thuốc nó nằm bên đó. Ơi bày 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 để xe bày để xe ngang mới được, để xe ngang mới được. Có lần. Nói các bạn để xe ngang vậy nè cho nó ôm lại quỷ mai. Chứ mà để xe thẳng nó bắn. Retreat được lui. Ủa ai bắn á? Hay là bắn á ta? Chị à, cúp đi. Cúp. À hả, ok. Bây giờ mình nên cúp thuốc hả? Túi sắp đầy rồi. Túi đầy mày ơi, túi đầy mày ơi. Mày vô lấy đi, mày vô lấy đi. Trên đây có thằng này, trên đây có thằng này. Bay kìa, con bay chết đi. Bay đâu, bay đâu. Máy bay nè. Đi, 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 đi. Rồi, ok. Rồi, ok, vừa chở tới Mackenzie Airfield. Căng không? Ba cây nữa. Cản đường, cái gì mà cản đường? Trời ơi. Nó vô cho bên trong cái hai cái dãy cách lan can luôn rồi. Mackenzie Airfield là cái chỗ mà sân bay nông thôn đó các bạn. Hay gọi cái từ hay gọi cái từ mà thân thuộc hơn gọi là sân bay của Jaffer. Gì rồi? Gì đau quá gì ơi trời ơi. lên lại ai biểu vô trong ngồi đi, ngồi đó làm chi? Ngồi đó cho bò làm gì? Hãy
Rồi tới nơi, tới chỗ sân bay Mackenzie rồi. Ui, ui. Đây nè, đó. Có người của mình, có máy bay của mình chạy xe vô đây. Xong, mission pass. Rồi ok, thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dõi cái video này. Nếu mà các bạn thích mình làm cái năm online, mình làm nhiều nhiệm vụ, thì các bạn hãy comment phía dưới like và share giúp mình ha. Nếu cảm mà các bạn rất là nhiều. Gì bị mất Chào các không? bạn. Bye bye.